chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà chồng mình sẽ đồng ý cái chuyện mà thắt ống dẫn tinh. Tức là chị chưa mặc định được luôn á. Mà nhiều lúc đàn ông không hiểu đâu, người ta nghĩ cái điều đó là giống như là đang ám ảnh người ta, người ta kiểu, sợ. Đúng rồi, kiểu cái tâm lý của đàn ông là sẽ cảm giác như mình trở thành thái giám ấy, nhưng thực đấy, ra không phải, nó hoàn toàn không đúng. Khi mà nhất là khi mình đi tắm, nói thiệt luôn đó, mình nhìn mình thấy mình mắc ói luôn, muốn vậy chồng mình. Bông là yêu bản thân là không có muốn đi tập này nọ. Không phải đâu, tại vì em vẫn muốn ăn đó. Chứ còn cái kiểu này không phải yêu bản thân. Em nghĩ kiểu đấy là nó giống như kiểu buông thả hơn là yêu bản thân, và hơi lười một tí. Đúng rồi. Xin chào, chúng tôi là Siêu Mom Siêu Tám. Là Hana Giang Anh, nên là Mom Lành Mạnh. Mình là Ngọc Mai và là Mom Lọ Mọ. Mình là Bông Chuẩn, mình là Mom Điềm Đạm. Mình là Triệu AV, mình là Mom Duyên Dáng. Ôi trời ơi. Đấy, Hana không hợp với tài đó đâu. Hana em đừng này, em mỗi lần gặp các chị em lại kiểu như là hồi hộp, mới là hồi hộp. Lúc đầu e thẹn ghê lắm, lúc sau nói không cho ai nói. Đúng rồi. Chính là chị đấy. Đấy, bởi vì hôm nay bởi chương trình phải cho bận đồ vậy nè, nhưng mà mình phải cứ khép nép lại chứ. Bông nói đi Bông. Dạ. Em đang suy nghĩ đến một cái câu chuyện để em kể cho mọi người nghe. Bởi vì là cái chuyện này em cũng kiểu lăn tăn từ lâu lắm rồi. Cũng như mọi người biết là em có một đứa con 2 tuổi và một em bé 9 tháng rồi. Thì tức là mọi người cũng biết rằng là em bị lỡ một chút. Lỡ một chút nhẹ. Thực ra là bị vỡ kế hoạch. Lúc đó là em vừa mới sinh xong được 7 tháng mà em sinh mổ nữa. Em chưa kịp định hình lại gì á, còn chưa kịp hoàn hồn lại á thì đã lại dính tiếp luôn. Và cái đó nó cũng hơi nguy hiểm bởi vì mình là sinh mổ á, cho đúng nên rồi. Mình phải cách khoảng tầm 2-3 năm nó mới an toàn. Năm. Cái đó nó ám ảnh vào đầu em rất là lâu và nó rất là dài sau cái kể cả cái sau cái thời gian mà em sinh xong á. Cho đến bây giờ em vẫn lăn tăn đến cái chuyện ngừa thai. Mà trong cái lúc mà em bầu đứa thứ hai em cũng đã có nghiên cứu rất là nhiều rồi. Em có xem một cái clip người ta nói rằng là cái chuyện ngừa thai á, có thể là từ người phụ nữ có thể là thắt ống trứng, hoặc người đàn ông có thể thắt ống dẫn tinh. Thế nhưng mà giữa hai cái việc người đàn ông và người đàn bà ngừa thai á, thì cái việc người phụ nữ ngừa thai nó có một chút ảnh hưởng đến tâm sinh lý và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một phần. Thế nhưng mà với người đàn ông ấy, nếu mà như mà họ thắt ống dẫn tinh thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Mà nhiều lúc đàn ông không hiểu đâu, người ta nghĩ cái điều đó là giống như là đang ám ảnh người ta, người ta kiểu, sợ. Đúng rồi, kiểu cái tâm lý của đàn ông là sẽ cảm giác như mình trở thành thái giám ấy, nhưng thực đấy, ra không phải, nó hoàn toàn không đúng. Nó vẫn là một cái quan hệ bình thường, thế nhưng mà nó chỉ là không có tinh trùng và sẽ không gây có thai, thế thôi. Thấy đây là một cái mà mới luôn á, chị nói thiệt. À, chị không hề biết về chuyện này hả? Chị không hay không biết không ấy. Tức là không chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà chồng mình sẽ đồng ý cái chuyện mà thắt ống dẫn tinh. Tức là chị chưa mặc định được luôn á. Anh Nghiệp á, ảnh luôn luôn là sợ chị uống viên thuốc hay là làm gì đó thì hại tới sức khỏe. Bởi ảnh không muốn cho chị làm bất kỳ một điều gì về đám thai hết. Tiêm hay là đặt dưới da hay là như thế nào đó anh cũng không bao giờ. Nhưng mà rồi... một viên thuốc cũng không. Sao? Ảnh chỉ là tránh thai hoàn toàn tự nhiên là cho ra ngoài. Đó, cái đó thì sẽ ảnh hưởng. Mình biết là sẽ ảnh hưởng đến cái của anh, tinh thần của ảnh rất là nhiều luôn á. Mà không hiểu vì sao mà anh vẫn kiên quyết là như vậy từ hồi xưa tới bây giờ. Nó ảnh hưởng đến khoái cảm rất là nhiều. Đúng rồi, mỗi khi mà đang gần gũi nhau tự nhiên mình cứ phải nói nha anh Nghiệp. Đấy, hai lời muốn nói anh nhá. Anh Nghiệp tốt sức khỏe mà, tốt sức khỏe mà. Vâng đúng rồi, anh Nghiệp thân mến ạ. Thay vào chân Thái luôn nha em. Anh Thái thân mến luôn. Giang Anh, em kiêng bằng cách nào? Em thấy có hai cách để ngừa thai cho phụ nữ ấy. Tại vì mọi người cứ bảo là phụ nữ thì ai cũng ngừa thai theo kiểu nó sẽ sợ ảnh hưởng đến hormone. Nhưng mà theo em tìm hiểu thì nó có hai loại. Một loại là sẽ can thiệp vào hormone của phụ nữ, còn những loại còn lại là không can thiệp. Những loại không can thiệp là sử dụng bao cao su. Hai, sử dụng màng phim để đặt vào phía trong, nó có thuốc diệt tinh trùng ở phía trong đấy. Màng phim mà là sao? Có nghĩa là em như là... Cái đấy rẻ lắm, mua 150.000. Nó chỉ mỏng tang như là cái màng phim như cái giấy thấm dầu ấy, xong mình gập lại làm 4, xong mình cho vào phía trong trước 10 phút thì cái dịch của mình nó sẽ làm cái đấy nó tan ra và nó thành một cái lớp thuốc diệt tinh trùng. Và lúc mà đấy, bắn thoải mái. Wow.
cái đấy nhưng mà nó sẽ mà giữ trong khoảng bao lâu để mà trong cuộc yêu lúc đó thôi. Vâng đúng rồi, trong cuộc yêu đó thôi chị. Ôi trời ơi, Thúy tạo tiền quá. Nhiều biện pháp lắm các chị ạ. Quá giới trẻ mà nó rất là nhiều. Đúng rồi, hiện các chị có biết cái loại bây giờ rất là hot là nó cấy que. Nhưng mà ở đây không có ai dùng à? Bạn bè em dùng rất là nhiều. Mà em thấy bảo rất là tiện luôn, mỗi tội là nó cũng là biện pháp can thiệp đến hormone. Chị có cấy que, nhưng mà tại vì là lúc mà em cấy que ấy, em bị rối loạn kỳ kinh. Đúng rồi, nhiều người bị lắm. Thì cái đấy nó là một cái dạng tác dụng phụ, không phải là ai cũng bị. Nhưng mà sẽ có một số người sẽ bị như thế và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý của mình á. Em bị phải khoảng tầm 60 ngày á, là em không thể nào chịu được nữa vì rất mệt á. Nó làm mình bị tụt huyết áp rồi nó nhiều thứ lắm nên là em phải bỏ ra và em đang tìm một cái biện pháp khác nhưng mà hiện giờ vẫn chưa tìm ra. Bây giờ là theo tính ngày. Tính ngày, ví dụ như là ngày hôm nay ngày kinh của mình, bây giờ lúc nào á trong cái note á cũng ghi là hôm nay có kinh ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu. Trời đất ơi. Có mấy cái app mà tính chu kỳ kinh nguyệt với cả ngày rụng trứng á. Rồi rồi sẽ canh. Nhưng mà thật sự là như vậy thì tính ngày, ví dụ lỡ mộng mà anh Thái là cái người là không có như anh Nghiệp là cho ra đúng không? Tôi nói anh ơi làm gì không được, không đi vô cái ngày của em rồi, uống thuốc đang trong cái đó là không thể nào mà kiềm chế được. Dùng bao là an toàn nhất này. Chị hiểu vấn đề, dùng bao nó vệ sinh, nó không bị viêm rồi này nọ, nhưng mà cảm giác nó có cái gì á, nó không thật, nó không tự nhiên. Bao cao su là một trong những biện pháp ngừa thai an toàn nhất và có thể ngăn ngừa được tất cả các bệnh tình dục. Nhà chị thì không có một cái nào hết, bởi vì biết chồng của mình không có thích. Thì cảm giác á, ví dụ như mà thử cảm giác nó bị ngứa ngáy hay là giống như bị dị ứng á. Có nhiều người bị dị ứng đấy chị ạ. Có thể chị cảm thấy như vậy với cái chất ghê lắm, cái chất nhầy. Mình thử liệt kê hết tất cả những cái loại biện pháp tránh thai mà hiện giờ đang có được không? Đặt vòng này, cái que này, màng phim này, bao cao su, thắt ống dẫn tinh và thắt ống dẫn trứng. Vâng, ống dẫn trứng. Theo em tìm hiểu ấy, khi mà thắt ống dẫn trứng là hình như, em nói hình như thôi vì em cũng không rõ lắm, là mình sẽ không thể đẻ được nữa đúng không? Tức là khi mà mình đã thắt rồi. Đúng rồi ạ. Nhưng đàn ông mà thắt ống dẫn tinh là có thể bỏ được ra. Sanh cái bé thứ hai rồi, cái phát hiện có thai nữa. Trời ơi, thì cũng xỉu luôn, nó ủa sao kỳ vậy trời. Mình tính toán cũng dễ sợ lắm mà sao nó cũng lọt ra ngoài. Chứng tỏ là cái việc tính toán của chị nó không hiệu quả. Hồi nãy em đã định nói rồi. Thế đấy, cái tính nó không hoàn toàn. Tháng 28, tháng 30 nó mệt mỏi vậy đó. Bệnh viện nói là có thai thì mình cũng vui. Nhưng mà sau một thời gian tự nhiên thấy nó đau quá. Đau ngay cái phía bên tay cái trái nè. Cái là cũng đi khám thì bác sĩ nói chết rồi, cái này là em bé nằm ở ngoài nó bị kiểu gọi là thai ngoài tử cung. Trời, nó đau không chịu nổi, phải mổ liền mà. Không mổ là bể ra chết liền. Cái biện pháp mà tránh thai mà tính ngày cũng chưa chắc là an toàn. Đúng rồi. Và kiểu của em nè, kiểu của em là ra ngoài cũng chưa chắc là an toàn đâu nha. Cái đấy không an toàn một chút nào luôn đấy. Ngoài ra còn có một số biện pháp nữa như là miếng dán tránh thai. À, miếng dán. Miếng dán thì bây giờ nhiều người dùng nhưng mà rất là đắt. Mình có thể dán ở bất kỳ nơi nào, nghĩa là nó tiếp xúc với da của mình thì thuốc ở trên miếng dán nó sẽ ngấm qua biểu bì và đi vào máu. Ngoài ra còn các chị quên thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai một lần. Thế cho nên là em mới bảo rằng là chồng em phải là người chủ động tránh thai, bởi vì cái đấy nó không có ảnh hưởng gì đến cái tính đàn ông. Đúng là khi nghe á, đàn ông họ sẽ hơi lùi lại bởi vì sợ là ảnh hưởng đến cái chuyện đó, sẽ bị mất cái phong độ. Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng. Em đã tìm hiểu rồi, nhưng mà anh chồng em vẫn chưa chấp nhận mọi người ạ. Nhưng mà chị Bông tìm hiểu kỹ rồi, chị nói cho em xem là cái thủ thuật nó như nào. Tại vì thực sự em cũng không biết, mà nghe nó cứ động chạm là mình sợ ấy. Phụ nữ ấy, khi mà mình vừa sinh xong, nếu như mà mình không muốn sinh nữa thì cái thủ thuật đấy có thể làm ngay khi mình sinh, sinh đấy. Xong. Thế nhưng mà nếu mà là đàn ông thì nó phải là tiểu phẫu, cũng phải động một chút đến đấy. Cái đó thì đúng là cũng ngại thật mà, bởi vì đang yên đang lành ai muốn tiểu phẫu đúng không? Đúng rồi. Chị hơi tò mò một tí xíu, ví dụ như mà khi mà đàn ông mà thắt ống dẫn tinh, người ta có xuất tinh bình thường không? Có, vẫn xuất tinh bình thường chị. Chỉ là trong tinh không có tinh trùng. Đúng rồi, nó vẫn là một cái dịch như bình thường, nhưng chỉ là nó không có tinh trùng thôi. Không thất tinh thì thế nào? Em không quan niệm là nam hay nữ phải tránh thai, mà ai làm cảm thấy tiện thì làm. Còn nếu như mà đặt vào em mà là anh ý mà tự nhiên phải đi tiểu phẫu thì em không cảm thấy ok đâu. Đã có lúc mà em biết là cái điều đấy nó khó khăn,
Thế nhưng mà em lại nghĩ rằng là tại sao tôi có thể kiểu đẻ được cho anh hẳn hai đứa con đấy. Tôi cũng rạch bụng tôi ra hai lần, tại sao anh không thể chỉ làm một cái tiểu phẫu nhỏ xíu như thế để vì hạnh phúc của bọn mình đúng không? Có nhiều cách mà, không cần thiết. Mong rằng nói về vấn đề. Ý là chị kiểu chiều nhiều cái chuyện tâm lý thế. Thì em phải phản bác. Đó, không, là chị trái. Không đồng ý với anh đâu. Mỗi người đều có một cái lý do riêng. Cũng có những chị em mà không biết như mình hả chị? Không biết nhưng mà là không dám nghĩ tới. Không dám nghĩ luôn. Đàn ông cũng sẽ ngại là sẽ giao kéo chút xúc. Mọi người cũng có thể nhìn thấy em đây, em vẫn đang rất vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù chồng em không thắt ống dẫn tinh nhưng em vẫn ok mà. Tùy thuộc vào cái mối quan hệ của mỗi người và cái nhu cầu quan hệ của mỗi người nữa thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp phòng tránh khác nhau. Không thể nào mà chúng ta nói cách này tốt hơn, cách kia tốt hơn bởi vì nó đều có rủi ro cả. Nhưng nên phải là... có cách nha hai chị. Đấy, tại vì hai bạn nhưng này nhất khoát là phải có cách, phải có cách. Cái việc quan trọng nhất là phù hợp với cơ địa của mỗi người. Đúng rồi. Hình như hôm nay em đến đây để kiểu gọi là tâm sự tuổi mới lớn. Em lại có vấn đề đây này. Tâm sự tuổi trẻ đẻ chứ. Em đang bị hoang mang giữa hai cái vấn đề á. Em thì em rất yêu bản thân. Tức là em cũng hài lòng với em bây giờ. Kể cả chồng em cũng thế. Chồng em cũng không bao giờ nói rằng em mập quá, em béo quá, anh thích em ngày xưa hơn. Không, tức là không hề quan tâm đến vấn đề ngoại hình của em. Nhưng mà đôi khi em cảm thấy rằng là khi bình thường đứng gần nhau, mình ôm nhau một cái thì kiểu chồng em ôm em một cái thì em sẽ cảm thấy là tay anh ấy vòng hẳn qua đây. Đấy, thế nhưng mà bây giờ nó bị nửa phần trăm. Bây giờ chồng em chỉ ôm em được đến đây thôi. Mọi người hiểu không ạ? Hiểu ạ. Thì tự nhiên những cái đấy á, nó làm cho em cảm thấy là thôi chết rồi, mình không thể nào mà như thế này mãi được. Mình cần phải thay đổi, mình phải kiểu như là mình phải ốm hơn, mình không thể nào giữ như này mãi được, mặc dù mình cũng không có vấn đề gì với ngoại hình của mình đâu. Lúc mà em nhìn trên em trên hình á, em muốn khóc luôn á. Em soi gương thì em thấy em vẫn xinh đẹp. Nhưng mà lúc mà em nhìn lại cái hình mà mọi người quay em đi quay như này này đấy, em đấy. Xem lại á, em bắt đầu em cảm thấy là em không như em ngày xưa nữa. Thế là em bắt đầu bị kiểu tự ti ấy. Tự ti thì có ai bị cái trường hợp như em không? Hãy nên đi tập đi hay là kiểu cứ yêu bản thân mình như này mãi không? Bông là yêu bản thân là không có muốn đi tập này nọ. Không phải đâu, tại vì em vẫn muốn ăn đó. Mình cũng ráng mình nghe cái câu sau là để tại vì em cũng muốn đi tập. Yêu bản thân. Em có yêu. Tập. Em ví dụ em đốt được 200 calo đi thì em sẽ ăn đến 400 calo bù lại. Trời thôi luôn. Tức là em không thể nào nhịn ăn được, em có thể tập được nhưng em không thể nhịn ăn được. Yêu bản thân theo cách tiêu cực chứ không đấy. Phải là tích cực. Nhưng mà em phải nghĩ tập. Cái kiểu của chị ấy, đấy không phải yêu bản thân đâu. Thật sự ấy, em ngồi em đấy nghĩ nhá. Không phải đâu. Tại vì em gặp rất nhiều người dáng rất đẹp do đi tập và tất cả những người đấy mới gọi là đỉnh cao yêu bản thân. Họ yêu đến cái mức mà đau, họ không biết, không thấy đau luôn. Họ tập mà ngày nào họ đi tập, đấy mới gọi là yêu bản thân. Tức là nhìn thấy mình đẹp lên mỗi ngày xong người ta bị nghiện cái cảm giác đấy, đấy gọi là yêu bản thân. Chứ còn cái kiểu này không phải yêu bản thân. Em nghĩ kiểu đấy là nó giống như kiểu buông thả hơn là yêu bản thân và hơi lười một tí. Đúng rồi. Mình không dùng từ lười được không? Chị vẫn tập thêm. Nhưng mà chị vẫn đá, mình đá đây, đem mồm mình đá. Lười ở đây là mình ngại cái cảm giác vượt khó. Đó, chứ không phải là lười biếng. Có cô giáo ở đây em không đấy, thể nói là nhưng không thể chém gió thôi, em không cô độc bởi vì chị y hệt vậy nhưng mà chị không ăn thôi. Em cũng đôi khi cũng chật lưỡi đó, cũng nói là chết rồi. Bây giờ sao trời, mình vẫn thấy khi mà nhất là khi mình đi tắm, nói thiệt luôn đó, mình nhìn mình thấy mình mắc ói luôn của vợ chồng mình. Mà nghe thương mà ông chồng của mình là một người mình nhìn thấy rõ ràng cái điều mà Hana nói là ảnh rất yêu bản thân của ảnh, là ảnh thấy ví dụ hôm nay cái múi của ảnh hơi mờ một cái nha, hay là bắt tay sao múi rồi đó, là ảnh cảm thấy ngủ không được. Đúng. Cái điều đó em chứng kiến chị. Mà ông chồng nói nè, em ơi tập với anh đi, có người trong nhà mà nói dạ em bệnh nấu cơm, anh vừa có thể lau nhà, anh vừa có thể tập được, mà tại sao em ngày kia em đừng có cố thoái thác. Chồng em cũng là giống như chị nhá, tức là tập rất là ghê, tập kiểu như là tập mà gọi là yêu thích cái việc tập luôn á. Tập mà cảm thấy vui sướng hạnh phúc. Xin vợ là vợ tối nay cho con đi ngủ để cho chồng đi chạy bộ, để cho chồng đi tập quay các thứ này nọ, mà xong rồi tập rất là ghê, tập mà kiểu lên cơ các kiểu, nó làm cho em cảm thấy như kiểu em có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không có thể nào ấy. Người nói là sẽ cảm thấy là động lực ở trong đấy đúng không, nhưng mà nó khiến cho em cảm thấy là em tập không lại được á. Tại vì mình không muốn, khi mình đã muốn là cái gì cũng được. Xếp nó ở cái thứ tự ưu tiên thấp. Chứ còn nếu mà nó ưu tiên cao thì thế nào mà chị chẳng làm được. Hồi mà em sinh ấy là ngày thứ 3 em đã phải đi tập rồi. Ở trong nhà ấy mà mẹ chồng em bảo phải kiêng gió con ơi, không được ra ngoài đâu. Không, mẹ mà không cho con đi tập là con trầm cảm.
chết luôn, con phải đi ra ngoài. Nhưng mà vận động mà lúc đấy cũng xấu. Em mổ hay để thường? Em để thường. Em để thường mà em dám đi tập luôn hả? Không phải dám đâu mà. Ra là được đi chị ạ. Bạn em á để thường ngày. Vừa mới để lúc sáng nha. Buổi tối đã đi ra ngoài. Vì là tại vì trước á là cũng đi hát, có gia đình xong mà lên cân quá nhiều, nhìn lại những cái bộ body của mình á rớt nước mắt. Đứa đầu tiên là mình do mình thiếu hiểu biết á, ăn vô tội vạ luôn, ăn không cần biết. Thưa là đi vô trong cái chỗ mà ta bán đồ á, thứ nào mà nó đưa cái size mà lỡ đưa cái size mà em mờ kêu nghĩ sao mà cái tướng của chị mà em đưa size mờ. Mà bây giờ thiệt sự là size phải size L luôn. Bây giờ thiệt sự là size phải size L luôn. Mà hồi xưa là ít ép không à. Mình phải cố gắng chứ không thể nào mà để thân hình mình xồ sạc như vậy. Nên là Vi phải cố gắng tập luyện. Vi cũng rất là theo chương trình của Hana đó. Cứ mà muốn mình đẹp là lên YouTube, xong rồi bấm Hana, xong rồi vô tập. Cũng ráng mà tập lắm, tập đến nửa tiếng sau là có hai cái đùi nó rạn hết, rã rời luôn. Hana kêu, các bạn cứ lên, cố lên nè, da đạm đây. Thôi em tập vui đi. Nói chuyện với em qua TV đó. Khi qua TV em nghe không tụi em. Tập cái gì mà tập? Trời ơi, nó tập nó có phải là con người không? Trời ơi, tập cái gì đấy? Thôi vẫn đang tập à, vẫn đang đẩy à. Thôi. Cho em nhắc nhở các bạn đang xem cái, không mọi người lại tưởng là mình bảo là nên tập. Ý em ở đây là chúng ta phải lắng nghe cơ thể của mình. Ví dụ như bạn em cũng có nhiều người sau khi sinh khoảng 1 tháng đi tập mà xong rồi squat rồi chảy máu ngay lập tức. Đấy thì nó là phụ thuộc vào cơ thể của mình. Nhưng mà như vậy là không đúng đúng mà. Không phải không đúng mà. Do bạn cơ chưa lành, chưa hồi phục chị ạ. Mình phải lắng nghe lúc mà mình tập ấy. Nếu mà nó có vấn đề gì đấy, nó hơi đau hoặc nó hơi cộm hoặc nó cợn gì đấy thì mình phải biết ngay. Đúng rồi. Tất nhiên là cũng phải tập từ nhẹ mà. Đúng chính xác ạ. Ví dụ như là mình sẽ đi bộ trước để cho cái nhịp tim của mình nó tăng, rồi mình tập cái tim mạch trước này nhẹ nhàng. Sau đó thì bắt đầu tập những động tác siết cơ như em nói ban nãy, siết cơ sàn chậu thôi. Xong rồi tập hít thở, xong tập Pilates, tập yoga. Sau đó thì khoảng tầm 3-6 tháng mình mới bắt đầu chuyển sang tập cơ nặng hơn. Nhưng mà hầu hết các chị em sau sinh, bởi vì là có thân hình quá đồ sộ, kinh nghiệm của em á là phụ nữ sau sinh thứ nhất là to bắp tay. Đùi. Thứ hai là mỡ lưng. Đúng rồi. Đúng rồi. Mỡ bụng thì không cần phải nói. Thôi mỡ bụng đừng ghé qua bằng bên đi. Tiếp tục là mỡ đùi. Đấy. Em nói mà đúng rồi. Không có ý chị. Nhưng mà bởi vì chính vì là kiểu như mình bị đồ sộ tất cả các phần của mình đang đẹp như thế, bị đồ sộ lên một cách nhanh quá. Nó làm cho mình cảm thấy bị vội vàng á. Bị kiểu như mình phải đẹp lại ngay, mình phải kiểu cố gắng hết sức lại, mình lại buồn nữa, mình không biết khi nào nên... Đúng rồi, chính vì thế cho nên là rất nhiều người bị băng huyết sau khi sinh, tức là bị chảy kiểu máu. Như là bị chảy máu rồi, như kiểu Hana có kể, tức là cái đấy nó hoàn toàn là không phải là nhanh chóng mà có được. Đúng. Mà hoàn toàn phải thứ nhất là vì cơ địa nữa, thứ hai là phải lắng nghe cơ thể của mình xem mình có thích ứng với cái bài tập đấy hay không, tìm hiểu thật nhiều về những cái bài tập đó nó có tốt thật sự hay không. Rất nhiều người gập bụng liên tục để cho mỡ bụng nó hết. Thế nhưng mà như Giang Anh có nói là ập cái mỡ bụng đấy nó không hiệu quả khi mà mình sử dụng nhiều, nó sẽ bị tách ra hai bên á. Đó cho nên là không phải cái gì mà trên mạng nói nó cũng đúng. Mình cần phải lắng nghe cơ thể của mình và cần phải lắng nghe chuyên gia nữa chứ. Đúng. Không phải là chỉ có kiểu đi xem trên mạng xem người ta nói cái gì mình làm theo cái đó. Cái thời gian sau sinh ấy, 6 tháng đầu tiên em vẫn vướng phải cái tâm lý là sợ xấu. Đúng rồi. Xong rồi em đi tập là em cảm thấy rất sốt ruột khi mà cái cơ thể của em tập mấy thì nó cũng vẫn mỡ. Mà em cảm thấy bị tự ti ấy. Thế là tự nhiên 6 tháng ấy, cái lúc mà thể lực của mình nó hồi phục dần thì lúc đấy tự nhiên mình tập khỏe như ngày xưa, gần như là 80-90% thì tự nhiên cơ thể của mình nó quay trở về như cũ. Nó còn là do cái sức khỏe của mình nó hồi phục đến đâu chứ mình không thể vội được. Chị muốn hỏi em là một ngày thì mình sẽ dành khoảng bao lâu? Thông thường tập luyện thì chỉ khoảng tầm 1-1.5 tiếng thôi. Một ngày? Một lần thôi nhá. Nhiều bạn cứ hỏi em là cái bài tập ấy tập 2 lần được không? Em nghĩ là tập 2 lần chả làm gì cả. Bởi vì quan trọng nhất là cái thời gian lúc mọi người tập ấy, mọi người cố đến đâu. Mỗi một phút mà mọi người cố kiểu cố vượt qua giới hạn ấy, thì lúc đấy là lúc hiệu quả. Đúng. Chứ còn mình tập 2 tiếng mà mình cứ như này thì chả làm gì cả. Cái tâm lý ấy, mọi người tâm lý tập luyện ấy, tại vì ai cũng nghĩ là tập luyện là để lấy lại dáng, là để đẹp. Nhưng thật ra tập luyện là phải để khỏe. Khi nào mà mọi người tập được khoảng 3-6 tháng, lúc đấy mọi người mới thấy khỏe thực sự là như một con trâu ấy. Thì khi mọi người tập như một con trâu ấy, mọi người mới đẹp. Ngoài cái việc tập luyện ấy, nó còn có rất nhiều cách để lấy lại dáng, nhưng nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Giống như có một người bạn của em, chuyện thật luôn, vừa mới sinh xong 1 tháng thì chồng có người khác.
Và cái điều đấy đã thúc đẩy bạn ấy đến cái việc là bạn làm đẹp hơn. Đó, thấy chưa? Làm đẹp hơn đấy. Và kiểu như bạn ấy, trong tư duy của bạn ấy là kể cả anh có bỏ tôi thì tôi cũng phải là trong cái lúc đẹp nhất. Chứ anh không thể nào bỏ tôi trong cái lúc này được. Tâm lý của bạn ấy đã bị tổn thương đến cái mức đấy. Và cái chuyện mà hút mỡ bụng nó đau đớn như nào và nó kiểu hậu quả ra sao bạn ấy không quan tâm nữa. Em có hỏi nha, em có hỏi rằng là nó có đau không, thì bạn ấy nói rằng là nó đau còn hơn cả làm ngực, còn hơn cả tất cả một cái đại phẫu nào mà mình tu sửa lại trên cơ thể. Nó rất đau. Cái này em nói thật nhá, mọi người có thể tìm hiểu trên mạng. Cái việc hút mỡ ấy, nó sẽ không kéo dài cái việc đẹp đấy lâu đâu. Bởi vì là nó sẽ đẹp nếu trong trường hợp các bạn vẫn tập. Kể cả có đi hút mỡ thì chị cũng vẫn phải tập. Chứ không thể nào mà kiểu hút xong đẹp, ok, đi ăn, đi uống, đi chơi, đi bời, đi bar, đi bay. Không thể nào mà vẫn đẹp được. Nên là dù cho có hút mỡ các bạn vẫn phải tập. Cái việc hút mỡ, tại vì mỡ là nó không đọng ở một chỗ nào cơ thể cả. Mà nó là nó gian trải. Gian trải trong cả cơ thể chị. Nên là chị hút ở chỗ này thì nó sẽ chảy vào cái chỗ đấy. Như kiểu nước chảy chỗ trũng ấy. Phải có một cái sự kiên trì và vững tin, kiên định và cứ tập để cho mình khỏe thôi, chứ không được sốt ruột. Chị Bông, yêu bản thân như nào đây? Chị sẽ đi tập, chị sẽ đi tập. Chị, nhưng mà một ngày chị tập mấy lần? À, một tuần chị tập mấy ngày? Chị sẽ đi tập. À, bây giờ mình chuyển sang chủ đề mẹo. Thực ra ấy, em thấy Hana ăn nó cũng như một cái điều gì đấy, nó cũng áp lực với em lắm. Bởi vì mà đối với em, tư duy của em ấy, eat clean, ăn sạch là những cái đồ mà có lợi cho sức khỏe. Đối với em nó là những cái đồ không ngon. Đúng rồi, thường là vậy mà. Bây giờ em bị ăn theo cái kiểu như là mình thấy cái gì tốt cho sức khỏe thì tự nhiên mình cảm thấy nó ngon thật sự ấy. Chị ăn rất là nhiều rau và cũng ăn rất là ít cơm. Em ăn ít cơm lắm. Và em ăn thịt nữa, nhưng mà em cũng không ăn nhiều thịt, ăn nhiều rau củ là chính. Ở trên này thì mình có hai suất ăn theo kiểu ăn sạch đây. Healthy đấy. Một bữa ăn bao giờ cũng phải đầy đủ các chất. Như trong này các chị nhìn thấy này, là chúng mình có protein từ thịt. Đây là tinh bột từ gạo này, gạo lứt. Ngoài ra chất béo của tôi đâu? Chất béo chính là dầu ăn dùng để làm những cái món này. À, thông thường thì mỗi một bữa chúng mình chỉ nên ăn khoảng 1 teaspoon dầu, và sử dụng dầu ô liu hoặc là dầu từ các loại hạt, dầu hạt hướng dương, dầu hạt maca, thì nó sẽ tốt cho tim mạch của mình. Tránh ăn bơ, tại vì bơ thì rất là ngon, nhưng mà bơ thì có rất nhiều chất béo xấu, gọi là chất béo chuyển hóa. Em không thích ăn bơ đâu. Nói chung là bơ chỉ có bắp cần bơ thôi chứ em. Bắp cần bơ. Bây giờ mà nhìn như vậy thì ví dụ như chị đi, chị thấy hoang mang luôn á, chị nói chết rồi. Chị nói chết rồi, làm sao mà mình biết làm sao là để bao nhiêu calo, bao nhiêu này kia, bao nhiêu chất béo này kia ta. Ví dụ vậy đó. Ví dụ nếu như các chị mà không tính được calo thì có một cái cách dễ hơn là một cái dĩa ăn như thế này chẳng hạn. Đấy, thì các chị sẽ cho một nửa dĩa là rau, được không? Xong rồi chia đôi chỗ còn lại ra. Một nửa, thật một ăn. Phần tư là tinh bột và một phần tư còn lại là protein. Protein đến từ thịt, cá, trứng, sữa, chứ mình cũng không nên ăn quá nhiều thịt đâu. Mình nên ăn cách ngày thôi, còn lại mình nên ăn hải sản, tại vì thực sự là hải sản rất tốt cho sức khỏe. Không, nhưng mà cho chị hỏi là ngoài cái việc ăn ra thì bây giờ uống mình có thể dùng những cái thức uống mà có nhiều protein á. Chị thấy ở ngoài thị trường nó cũng có bán á, thì uống cái đó vô kèm chung. Có thể mình không có ăn mà mình uống cái đó mình cũng đủ chất rồi. Nó cũng chỉ là protein thôi chị ạ, nó cũng như là thịt. Tức là nó là gọi là whey ấy. Thì nó là sữa bò, sau đó người ta sẽ sử dụng cái cách để lọc ra. Trong sữa bò thì bao giờ cũng có cái protein, và có trong protein thì có whey, thì mình sẽ lọc ra cái whey đấy và biến nó thành bột. Đấy, thì whey xong rồi lọc ra thêm một lớp nữa thì thành whey isolate. Cái đấy là đắt tiền hơn và tinh chất nhất luôn. Nhưng mà tức là với những ai mà ngại ăn thịt quá hoặc là cần bổ sung thêm nhiều protein thôi thì mình mới uống. Thông thường thì mình không nên là sử dụng whey thay cho thực phẩm, tại vì đồ tự nhiên thì bao giờ là tốt nhất mà, đúng không? Nếu như con của em mà nó lười ăn thịt thì các chị nó toàn nhè thịt ra nó bỏ ra thôi. Thì em sẽ cho nó bổ sung protein bằng sữa. Em hay đọc bảng thành phần thì mỗi một lần nó uống có thể được 6g protein, mà trẻ con thì một ngày nó tầm độ tuổi của nhà em là 3-4 tuổi thì nó cần 20g protein. Thì bây giờ cho nó uống 3 lần sữa thế em thấy đủ mất rồi. Cái đấy cũng là cái vấn đề nghiêm trọng ấy. Có nhiều phụ huynh cứ nghĩ rằng là phải ăn thật nhiều thì mới đủ chất. Nhưng mà thực ra thì chỉ cần đủ cái số lượng mà chúng nó cần trong một ngày là được rồi.
Anna, ví dụ như là muốn tìm hiểu kỹ thêm thì em có một cái gì đó để mà chia sẻ với mọi người thêm, để nếu như mà ai muốn ăn heo thì giống như em không? Ví dụ như chẳng hạn em sẽ có một cái thực đơn, này, hoặc là một cái cách gì đó mà để cho người Việt mình được hưởng những cái đó. Lên YouTube search Eat Clean Hana Giang Anh nhá. Đấy thì chị chỉ cần em nói câu đó thôi. Ý là vậy đó Hana. Ok. Sau ngày hôm nay thì em đã cảm thấy là em tiếp thu được rất nhiều thông tin vào đầu, y như là em đi học ngày xưa ấy chị. Em nghĩ là chắc em sẽ ăn uống lại đàng hoàng hơn và sẽ em xin hứa là em sẽ đi tập ạ. Dù sao thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây là cũng kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Tạm biệt.